Xin chào các cầu thủ của Cà Phê Nhân Phẩm. Sau giải GFC châu Á, chúng ta đã tìm ra được nhà vô địch mùa 8 với sự ao chỉnh nhẹ của idol Huân Mê. Và trong lúc đấy đã có rất nhiều thông tin rò rỉ về mùa 8.5. Cà Phê Nhân Phẩm cũng hí hửng làm video, nhưng bất ngờ ngay một tiếng trước khi lên bài thì tất cả thông tin được leak trước đấy đều là hàng pha ke. Và các thông tin mới, các bản demo đầu tiên của mùa 8.5 đã chính thức xuất hiện. Vậy là chúng ta sẽ không được thấy con Shen đào hầm hay tướng mới Baron nữa rồi. Để tránh thông tin sai lệch, Cà Phê Nhân Phẩm bọn mình quyết định chọn phương án chậm mà chắc, kiên nhẫn chờ bản leak từ chính chủ tịch Modok và nhiều nguồn demo khác để làm video mùa mới cho anh em. Không còn gì tuyệt hơn là ngay bây giờ anh em ủng hộ một like, một đăng ký kênh luôn nhờ. Và ngay sau đây hãy cùng đến với chi tiết tướng và tộc hệ mùa 8.5 nhé. Thay đổi về gameplay. Giờ vòng đi chợ mỗi round sẽ có một cơ chế riêng, giống cơ chế vũ trụ random mùa 3 vậy. Theo nhận định của các cầu thủ và kể cả chủ tịch Modok, vòng chợ đang trở nên quá nhàm chán suốt các mùa gần đây khi người chơi chỉ tranh nhau nhặt các đồ mình cần. Mà nếu không có đồ mình cần thì chỉ có cúc mà thôi. Nghe được tiếng lòng của con dân, Modok cùng đội ngũ cân bằng 200 năm quyết định ra big update cho vòng chợ tại mùa 8.5. Vậy vòng chợ giờ gồm những gì? Cùng Cà Phê Nhân Phẩm tìm hiểu nhé. Vòng đi chợ tháo đồ. Như cái tên, đây là vòng chợ tháo đồ trên tướng. Nó giúp anh em có cơ hội chọn các tướng mạnh dễ lên 2 sao ở đầu và giữa game để có thể giữ máu mà không muốn trang bị cho chúng bất cứ món đồ nào. Vòng đi chợ 2 mảnh đồ là vòng chợ sẽ ra 2 mảnh đồ trên người mỗi tướng, gồm 2 đồ, xẻng, thậm chí cả Nico. Đây sẽ là đột biến cực lớn khi anh em vừa có thể tối ưu trang bị, vừa có thêm cả máy nhân bản trợ giúp để áp các tướng 4 và 5 vàng 2 sao. Nếu đang có sẵn một máy nhân bản, xong đi chợ nhặt thêm cái máy nữa, lên cấp 7, 1% ra 5 vàng là anh em xin game được rồi đấy. Vòng đi chợ sách chọn ấn, lò rèn. Đúng rồi đấy, anh em không nghe nhầm đâu. Vòng chợ này sẽ gồm sách chọn ấn, lò rèn. Một cái ấn hay một mảnh đồ được tự chọn sẽ giúp bài đấu của anh em nâng tầm lên rất nhiều lần. Ngoài ra còn nhiều vòng chợ khác nữa, nhưng Modok mới tiết lộ ba cháu này thôi. Khi nào khám phá BB thì anh em sẽ biết thêm sau nhé. Các tộc hệ mới. Quick draw, liên xạ. Sau mỗi 2 kỹ năng, các đơn vị liên xạ sẽ bắn thêm một viên đạn thường. Mốc 2, viên đạn có 60% sát thương tổng. Mốc 3, 100%. Mốc 4, 140%. Gồm Lucian, Ezreal, Kai'Sa, Nissotune. Parallel, song trùng. Mốc 2, gồm Ezreal đạo trích và Ezreal tối thượng. Ezreal đạo trích học được kỹ năng mới từ Ezreal tối thượng. Kỹ năng giờ sẽ bắn ra cung ánh sáng thay vì tinh hoa tuôn chảy. Còn kỹ năng của Ezreal tối thượng sẽ triệu hồi ra 2 bản sao. Infinite Team, biệt đội vô cực. Bắt đầu round, bất kỳ tướng nào được đặt trên cổng không gian vô cực sẽ triệu hồi một phiên bản của chính mình với các trang bị khác nhau. Các bản sao sẽ bị giảm máu và sát thương. Mốc 3, 1 cổng, bản sao có 40% máu và sát thương. Mốc 5, 1 cổng, bản sao có 55% máu và sát thương. Mốc 7, 3 cổng, bản sao có 90% máu và sát thương. Ấn biệt đội vô cực có thể ghép từ xẻng và kiếm BF. Gồm Pantheon, Lucian, Sivir, Shen, Twisted Fate, Ezreal tối thượng. Rift Walker, các sứ giả sẽ mở ra vết nứt giữa các chiều không gian và triệu tập rác đồng minh. Đơn vị này nhận thêm sức mạnh dựa trên số sao của các sứ giả. Ngoài ra, rác cũng nhận thêm tổng hệ đường liệt kê cuối cùng của một sứ giả đứng gần nhất. Sứ giả, mốc 3, gồm Pike, Vex, Jin. Thay đổi tổng hệ. Tin tặc giờ sẽ có hút máu cho cả tướng cưỡi Hackerim. Mốc 3, 30% hút máu cho tin tặc, 10% cho tướng cưỡi Hackerim. Mốc 4, 50% hút máu cho tin tặc, 20% cho tướng cưỡi Hackerim, gồm Pike, Shen, LeBlanc. Xạ kích có thêm mốc 3 và 5. Mốc 2, cộng 6% sát thương. Mốc 3, cộng 10%. Mốc 4, cộng 15%. Mốc 5, cộng 22%. Gồm Ash, Sivir, Samira, Ezreal tối thượng. Quân cảnh laser. Mốc 3, 30 AP. Mốc 4, 42 AP. Mốc 5, 50 AP. Tất cả đồng minh nhận được một drone. Mốc 6, 70 AP, tất cả đồng minh nhận được một drone, gồm Renekton, Ashe, Yasuo, Warwick, Mordekaiser. Giờ xẻng và kiếm BF sẽ không còn ra quân cảnh laser nữa đâu anh em nhé. Ngưu binh, giờ ngưu binh sẽ tăng giáp và kháng phép thay vì tốc đánh. Mốc 2, 20 giáp và kháng phép. Mốc 4, 50. Mốc 6, 120. Gồm Fiora, Annie,
Alista, Virgo. Ngoài 4 tốc hệ mới và 4 tốc hệ được update, chúng ta phải chào tạm biệt 3 tộc hệ cũ là đặc nhiệm, thường dân và cao thủ. Các tướng mới của mùa 8.5: Lucian, một vàng, biệt đội vô cực, liên xạ, ngoại đạo. Nội tại, đòn đánh cơ bản của Lucian gây thêm 20, 30, 45 sát thương phép. Kích hoạt, Lucian bắn 4 phát theo hướng mục tiêu, mỗi phát gây 40, 60, 90 sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên chúng phải. Pantheon, một vàng, biệt đội vô cực, tình nhân. Pantheon nhảy vào mục tiêu, gây sát thương phép tương đương 300, 450, 675% kháng phép của hắn và làm choáng kẻ địch trong 1,5 giây. Pantheon sau đó nhận 180, 200, 220 lá chắn trong 4 giây. Pike, hai vàng, sứ giả, tin tặc. Pike đâm mục tiêu, gây 90, 135, 210 sát thương chuẩn, sau đó triệu hồi một bóng ma tại vị trí của hắn và lao tới kẻ địch xa nhất. Sau 1 giây, bóng ma quay trở lại Pike, làm choáng tất cả kẻ địch nó đi qua trong 1,5, 1,75, 2 giây và gây 180, 270, 405 sát thương phép. Gna, 3 vàng, thần đồng, siêu lừa. Gna cào xung quanh bản thân, gây sát thương vật lý tương đương 110% AD cộng 20, 30, 50 lên kẻ địch trúng chiêu. Mục tiêu Gna đang nhắm tới sẽ phải nhận 300% sát thương và chiêu này sẽ gây sát thương chí mạng lên chúng. Morgana, 3 vàng, hiểm họa. Nội tại, mỗi khi Morgana gây sát thương lên kẻ địch, chúng sẽ bị giảm 40% giáp và kháng phép trong 4 giây. Kích hoạt, Morgana tung khỏa bóng tối vào 3 kẻ địch gần nhất, gây 180, 270, 450 sát thương phép và làm choáng trong 1,5 giây. Shen, 3 vàng, biệt đội vô cực, vệ quân, tin tặc. Shen liên kết với đồng minh gây nhiều sát thương nhất vòng đấu. Khi liên kết vẫn đang tồn tại, đồng minh được liên kết sẽ trở nên bất tử và tất cả sát thương họ nhận vào sẽ chuyển sang Shen. Sát thương Shen nhận phải được giảm đi 50, 55, 60% trong 3,5, 4, 5 giây. Vex, 3 vàng, sứ giả, linh vật. Vex tung sức mạnh bóng tối, gây 250, 375, 620 sát thương phép lên mục tiêu. Mỗi lần dùng chiêu thứ 3, kỹ năng của Vex được cường hóa, xuyên qua mọi kẻ địch và gây sát thương lên chúng. Aatrox, 4 vàng, hiểm họa. Aatrox hút linh hồn của kẻ địch xung quanh, gây 200, 300, 1200 sát thương phép và nhận thêm lượng máu tối đa tương đương 40, 40, 150% máu tối đa của hắn. Sau đó hắn sẽ hóa dạng quỷ đến hết giao tranh, chuyển hóa chiêu thức thành quỷ kiếm Darkin. Aatrox bổ lưỡi kiếm xuống đất, gây 200, 300, 1200 sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng chiêu và hồi 350, 400, 800 máu. Garen, 4 vàng, thần giáp, vệ quân. Garen cắm kiếm vào một kẻ địch cạnh bên, gây sát thương vật lý tương đương 150, 150, 450% AD cộng 60, 90, 200 lên mọi kẻ địch trong vòng 2 ô và làm choáng chúng trong 2,5, 2,5, 8 giây. Jin, 4 vàng, sứ giả, ngoại đạo. Jin luôn giữ tốc đánh của hắn ở mốc 0.8, 0.8, 1. Mỗi 1% tốc đánh cộng thêm sẽ được chuyển hóa thành 0.8 AD. Mỗi phát bản thứ 4, Jin sẽ bắn ra một viên đạn có khả năng xuyên táo và kẻ địch có lượng máu thấp nhất, gây sát thương vật lý tương đương 244, 544, 544% AD lên tất cả kẻ địch đi qua, tăng đến 24% sát thương dựa trên máu đã mất của chúng. Viên đạn gây 44% sát thương giảm dần với mỗi mục tiêu nó xuyên qua. Nico, 4 vàng, vệ binh tinh tú, ma pháp sư. Nico ném ếch vào mục tiêu, nó sẽ nảy vào kẻ địch gần nhất 3 lần, gây 80, 120, 200 sát thương phép trong một vùng. Cú nảy cuối sẽ được cường hóa, giúp ếch gây 200, 300, 900 sát thương phép trong một vùng rộng hơn. Twisted Fate, 4 vàng, biệt đội vô cực, song đấu, ma pháp sư. Twisted Fate xào bài, khởi đầu với 6, 6, 12 lá bài có sẵn và bắt đầu rút từng lá theo từng đòn đánh cơ bản của hắn. Sau 2,5 giây, hắn ném hết bài đã rút được vào kẻ địch. Mỗi lá gây 60, 90, 120 sát thương phép. Cú ném cuối sẽ là bài đỏ, gây 250, 325, 999 sát thương phép lan sang kẻ địch cạnh bên. Warwick, 4 vàng, admin, quân cảnh laser, đấu sĩ. Nội tại, Warwick nhận 15, 15, 50% hút máu toàn phần. Sau khi có màn hàng gục đầu tiên, hắn sẽ tiến vào trạng thái đồ sát 2.0, nhận 60% tốc đánh và có khả năng lao tới mục tiêu mới trong phần còn lại của giao tranh. Kích hoạt, Warwick nhảy và cào liên tục vào mục tiêu 6 lần, gây sát thương vật lý tương đương 460, 480, 600% AD. Nếu mục tiêu bị hạ gục, hắn sẽ nhận 10 mana cho số lần cào còn lại. Ezreal tối thượng, 5 vàng, biệt đội vô cực, song trùng, xạ kích. Ezreal phá vỡ dòng thời gian, triệu hồi 6, 6, 25 phiên bản của bản thân, bắn vào các vùng có nhiều kẻ địch nhất,
gây sát thương vật lý tương đương 125-125-277% AD cộng 20-30-177. Bên cạnh việc chào đón 14 tướng mới tại 8.5, chúng ta cũng phải chào tạm biệt 14 tướng mùa 8, đó là Galio, Talon, Yumi, Chogat, Senna, Velkos, Zoe, Sejuni, Seth, Soraka, Talia, Zack, Zed, Aphelios. Các tướng được chỉnh sửa: Ash, một vàng, quân cảnh laser, xạ kích. Ash xóa đặc nhiệm thay bằng xạ kích. Sivir xóa thường dân thay vào là biệt đội vô cực. Sivir, hai vàng, biệt đội vô cực, xạ kích. Chỉnh sửa kỹ năng: Sivir vẫn ném boomerang vào mục tiêu gây sát thương vật lý tương đương 200-210% AD cộng 30-45-65. Nhưng thay vì nó tách ra để hồi máu cho đồng minh thì nó sẽ tách ra và tấn công 3 kẻ địch gần nhất với sát thương bằng 40% boomerang ban đầu. Ezreal, hai vàng, đạo trích, liên xạ, song trùng. Ezreal xóa đặc nhiệm thay bằng liên xạ và song trùng. Kai'Sa, ba vàng, vệ binh tinh tú, liên xạ. Kai'Sa xóa đặc nhiệm thay bằng liên xạ. Vayne, ba vàng, siêu thú, song đấu. Vayne xóa đặc nhiệm. Viego, bốn vàng, ngưu binh, tình nhân, ngoại đạo. Thêm hệ tình nhân cho bad boy Viego. Miss Fortune, bốn vàng, siêu thú, chủ lực, liên xạ. Thêm liên xạ cho Miss Fortune. Janna, 5 vàng, dự báo thời tiết, ma pháp sư. Janna xóa thường dân. Các nâng cấp anh hùng mới: tướng 1 vàng, Lucian, carry. Mỗi 2 lần Lucian ra chiêu, nhận 1 điểm kinh nghiệm. Support, cả team nhận 10 AP, thêm 2 mỗi khi họ ra đòn đánh, có thể cộng dồn. Pantheon, carry. Pantheon nhận 50 AP và 100 kháng phép. Support, bắt đầu round, Pantheon và 4 đồng minh gần nhất nhận 90% giảm sát thương trong 6 giây. Tướng 2 vàng, Pike, carry. Đòn đánh và kỹ năng của cả team gây thêm 10% sát thương, tăng lên 25% với kẻ địch có ít hơn 1.400 máu tối đa. Support, sau mỗi vòng đấu với người chơi, nhận 1 lần đổi lại cửa hàng miễn phí mỗi 2 lần Pike mạnh nhất tung chiêu. Sivir, carry. Sau mỗi vòng đấu với người chơi, nhận 2 vàng với mỗi 45 AD Sivir mạnh nhất sở hữu. Support, cả team nhận thêm 15% AD và thêm 5% mỗi khi họ dùng chiêu. Tướng 3 vàng, Morgana, carry. Morgana bắn thêm một quả bóng tối và quả bóng tối làm choáng lâu hơn 1 giây. Support, đòn đánh và kỹ năng của cả team gây thêm 25% sát thương với những kẻ địch có trên 1.600 máu. Shen, carry. Chiêu thức của Shen kéo dài thêm 5 giây và đồng minh được liên kết gây thêm 20% sát thương khi được bảo hộ. Support, cả team được giảm 8% sát thương nhận vào, gấp 3 lần trong 4 giây mỗi khi họ dùng chiêu. Vex, carry. Vex hồi máu cho đồng minh tương đương 25% lượng sát thương cô gây ra. Support, cả team nhận 20 AP, tăng thêm 5 mỗi khi họ tung chiêu, có thích cộng dồn. Gna, carry. Gna nhận 15 giáp và kháng phép, cộng thêm 5 đến hết round mỗi khi hắn gây sát thương cho kẻ địch bằng chiêu thức. Support, kẻ địch nhận thêm 10% sát thương, tăng lên 20% vào lần đầu tiên chúng bị gây sát thương bởi đòn đánh thường hoặc kỹ năng của Gna. Tướng 4 vàng, Jin, carry. Với mỗi 4 kẻ địch bị Jin hạ gục, hắn sẽ cho 7 vàng. Jin thi thoảng cũng sẽ sinh ra một mảnh trang bị thành phần ngẫu nhiên. Support, bắt đầu round, các tướng đứng ở hai hàng dưới gây thêm 20% sát thương. Garen, carry. Chiêu thức của Garen được giảm 40 mana tối đa và gây thêm sát thương tương đương 80% AD của hắn. Tuy nhiên, nó sẽ không làm choáng nữa. Support, bắt đầu round và mỗi khi Garen mạnh nhất dùng chiêu, hắn sẽ che chắn cho đồng minh với lượng lá chắn bằng 15% máu tối đa của họ trong 6 giây. Twisted Fate, carry. Với mỗi 20 lá bài được ném ra, Twisted Fate mạnh nhất sinh ra một vàng. Với mỗi 200 lá bài được ném, hắn sẽ sinh ra một mảnh trang bị thành phần ngẫu nhiên. Support, cả team nhận 12% tốc đánh, gấp đôi sau khi họ tung chiêu đầu tiên mỗi round. Nico, carry. Bắt đầu round và mỗi khi Nico mạnh nhất tung chiêu, cô và đồng minh gần nhất được tăng 20 AP đến hết giao tranh. Support, nhận thêm một Sojin. Đồng minh sở hữu Sojin được tăng 35% AP. Warwick, carry. Cả team nhận thêm 50 máu tối đa, tăng thêm 1 mỗi 2 lần Warwick mạnh nhất ra đòn đánh. Support, các tướng gây thêm 0,75% sát thương với mỗi 100 máu họ có. Aatrox, carry. Chiêu thức của Aatrox gây thêm sát thương dựa trên máu tối đa của hắn. Support, 50% lượng sát thương mà cả team phải nhận sẽ chuyển hóa thành sát thương không thể kết liễu trong 4 giây. Tướng 5 vàng, Ezreal tối thượng, carry. Chiêu thức của Ezreal tối thượng đốt cháy kẻ địch
gây sát thương tương đương 2% máu của chúng mỗi giây và giảm khả năng hồi máu đi 33% đến hết round. Support, sau mỗi vòng đấu với người chơi, nhận 8 điểm kinh nghiệm. Cuối cùng là sự xuất hiện của các linh thú mới, dẫn đầu là gã sát thủ Z Chibi. Anh em có thể ngắm nhìn hoạt ảnh của Z ngay trong video này nhé. Okay.